ông xã. Cái dĩa trái cây là của ông xã nè. Nhưng mà bé Lâm muốn à, bây giờ bé Lâm muốn ông xã đút cho bé Lâm ăn nè. Trời, không tin luôn á. Xã ơi, ông xã. Đút bé Lâm ăn nè. À. Cảm ơn ông xã nha. Bé Lâm muốn khó đã. Nói nghe nè, mận này thì cũng được á, nhưng mà bé Lâm muốn ăn thanh long á, mà thanh long thường không có ăn đâu nghe. Ông xã phải mua thanh long về lĩa hộp hết bé Lâm mới ăn nha. Cảm ơn ông xã. Bà làm gì dễ vậy? Chúc ông xã một buổi sáng tốt lành. Xã ơi, ông xã có biết bữa nay là ngày gì không vậy? Nhưng mà bé Lâm biết đó nha. Bé Lâm biết bữa nay là cái ngày gì đó. Xã, bé Lâm muốn ông xã bữa nay dắt bé Lâm đi mua đồ đẹp được không? Đi mua đồ hả? Ừ. Bà thay đồ đi, tôi dẫn bà đi liền. Dạ, hai vợ chồng đi nha. Ông xã dắt bé Lâm đi ha. Nè, hai đứa dắt em đi thì cẩn thận đó nghe. Chỉ đi khám định kỳ thôi mà mẹ. Ai biết được, tụi bay như chó như mèo đó. Không sao đâu. Gặp ra gây lộn không á, rồi nhỏ bắt cóc bây giờ đó. Con đi nha ba, mẹ đi. Ừ, nhớ cẩn thận nghe. Con nó không sao rồi mà. Ủa, nó để nhỏ đi đâu vậy? Nó dắt đi khám định kỳ, xong rồi nó đưa qua cho con Chi giữ nó luôn. Trời ơi, rồi đem qua nhà Kim Chi nữa đó hả? Ừ. Ủa sao mới đem ba mấy ngày rồi có đem qua hoài vậy? Trời ơi, thì mẹ con nó gặp nhau cũng có sao chứ không phải người ngoài đâu. Đưa con thằng cu bo cho con Chi giữ cho tôi rảnh nợ, tôi khỏe khoắn coi chứ không lẽ ông muốn tôi tối ngày là làm bà già có con mọn hả? Bà, à mới ít ngày trước là đã đem bà bển rồi. À, bà đã quy định rồi à, là 2 tháng thì mới được thăm một lần. À lộn, 1 tháng mới được thăm 2 lần. À, bà dắt qua bển hoài là sao? Thì mẹ con ta gặp nhau có sao đâu. Ông á, suốt ngày không cho mẹ nó giữ đi, tối ngày bắt tôi giữ hoài à. Ừ, ông giỏi á, ông nghỉ một ngày ha, rồi ông giữ nó đi rồi mới biết cái cực khổ của tôi như thế nào khi mà giữ con nít như vậy. Bà không hiểu gì hết trơn rồi. Đưa qua bển hoài, thằng Bo nó gặp mẹ nó hoài, riết nó quen. Rồi lớn lên, nó sẽ về bển ở luôn với mẹ nó. Lúc đó ân hận. Ân hận gì mà ân hận? Thì con theo mẹ là chuyện bình thường thôi. Trời ơi, có gì đâu mà la lên, cái ghê quá, nó mới đi ồn ào à. Này giỏi, ở nhà một ngày giữ nó đi cho biết. Ủa hình như mình la nhỏ hơn bả mà ta. Cái chút xíu thôi, la chồng tới đó. Bà ta đồ lẹ lẹ đi, tới giờ đi rồi đó. Ông thấy là chuẩn bị hả? Mà có cái gì mặc đâu, ông coi coi, có gì đâu mà. Trời đất ơi, cả đống đồ đi mà không có gì mặc là sao? Cả đống nhưng mà đồ cũ xì à. Ủa ra bà sao vậy trời? Thì bây giờ mình tranh thủ mình đi sớm đi rồi ghé, ông ghé đâu mua cho tôi bộ đồ đi. Trời ơi, đồ còn nguyên cái đống như có rách rưới gì đâu mà phải mua. Ở vậy tôi biết mà tôi nói là nói vậy thôi, với tôi cũng không có đòi hỏi được cái gì đâu. Tại vì tôi là người ở chứ phải vợ đâu mà mua sắm cho tôi. Ủa bà ăn nói cái gì kỳ vậy trời? Tôi nói bà nghe nha, đồ còn cái đống nè, à mặc đi. Tự nhiên đi mua đồ mới là sao? Bà già tuổi này mà còn xe xua là sao? Thôi đưa đi. Bà đi nói sao? Mời anh chị uống nước. Dạ. Con cái bây giờ không có nhờ giả gì đứa hết trơn á trời. Người lớn tụi mình phải tự thân vận động không. Khổ. Cho tôi cục đá đi. Thôi bà tự lấy đi, tôi đá ghế bên. Ủa mà sao ông Cảnh giờ này chưa tới vậy? Bởi vậy để tôi gọi ông coi. Ừ. Ông này lúc nào cũng vậy hết rồi. Mà cái ông này ông tới á là kỳ này phải phạt ổng trả hết tiền buổi tiệc hôm nay. Vậy mới thỏa. Ông múc tôi miếng cơm chiên coi. Ủa bà có tay không? Tay bà ngắn hơn tôi có chút xíu à. À, cứ tự làm đi. Cái gì cũng kêu. Chị, để tôi múc cho. Dạ, cảm ơn chị. Để bà tự. Ủa sao ổng không bắt máy ta? Con chuồng không?
Có chuông nha nè, mà không biết sao mà ổng không có bắt máy. Có chuông mà không bóc máy. Một là bị giật, hai là đang chạy xe. Vậy thôi. Ồ, hên lắm. Anh cha là chết linh lắm à. Chào mọi người. Chào. Dạ, em chào anh, chào chị. Anh chị chào em. Bà xã ngồi đây nha. Sao đi trễ quá vậy ông? Tôi không có dám chạy nhanh. Bà xã tôi bà sợ tốc độ. Tôi tự bà sợ sợ sức nặng thôi chứ. Ông xã ơi, cho tới bây giờ mà Mỹ Lệ còn thấy chóng mặt nè. Ủa, Mỹ Lệ là ai mà chóng mặt vậy ông? Dạ, Mỹ Lệ là em nè. Là đó đó. À, chị hả? Bà xã chóng mặt hả? Dạ. Để ông xã massage, bà xã sẽ khỏe lại nha. Dạ, cảm ơn ông xã nha. Da gà nổi hết. Nè, lúc này nghe nói là làm ăn kiếm tiền dữ lắm phải không? À, kiếm tiền chi vậy? Xuống ông phủ xài sao vậy? Hả? À, hộp lớp cũng không có mặt rồi, hộp khóa cũng không có mặt mà sao? À, kiếm tiền chút đỉnh thôi, làm sao mà điên được? Ông xã ơi, ơi, sao em thấy nóng quá? Nóng hả? Để ông xã lấy cái khăn này ra cho bà xã đừng có nóng nha. Dạ. Trời ơi, tôi nói ổng chiều chị ghê ha. Dạ. Mời chị. Ông xã ơi, em muốn ăn rau. Sao bà xã không ăn thịt? Thôi, em sợ mập. Nè nè, rau của bà xã rồi ha. Dạ. Cảm ơn ông xã nha. Ừ. Ông xã ơi, em muốn uống nước. Đầy nước đầy. Bà xã uống. Cảm ơn ông xã nha. Uống từ từ có chừng sặc nha. Sao vậy? Sao bà không ăn mà nhìn tôi hoài vậy? Hết cơm rồi, múc tôi miếng đi. Trời ơi, gần chết tự múc đi, có tay có chân làm như bị liệt vậy. Anh nói vậy tội nghiệp vợ tôi anh. Ờ, xin lỗi, mỗi nhà mỗi cạnh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nước nữa đi bà xã. Cảm ơn chị. Đồ ăn ở đây ngon quá hai chị ha. Ơi, hợp khẩu vị ghê. Ê, mà mẹ tôi nói nè, vợ chồng anh Cảnh á, trời ơi, vợ chồng già vậy mà làm như là mới cưới hả, tình tứ quá trời ha. Không phải đâu chị ơi, trời ơi, bà này là phần hai của ông đó. Bà vợ trước á chết cách đây mấy năm rồi, bây giờ lấy bà này á tình mới mà chị. À, vợ nhỏ hèn chi mới ngọt ngào như vậy. Trời ơi, nãy nghe hai chồng nói gì á, nghe bà nói không? Xã, xã, em muốn ăn rau. Ủa sao em muốn ăn thịt? Ôi, thịt mập lắm. Trời ơi, em nói chị nghe nè. À? Trời ơi, bà trước á, bà vô phước dễ sợ lắm. Ông cặt cành thô lỗ bao nhiêu á, thì thương bà này bấy nhiêu. Bà này có phước ghê lắm nha. Bà muốn gì á, ông cũng mua. Muốn cái này, ông cũng mua. Mà ông mua cho một căn nhà ngoài Trang Trang á, để chuẩn bị hai ông bà về đó ở chung. Vậy hả? Cưng vậy đó hả? Ừ, cưng lắm đó. Trời ơi, bà chỉ cần ông xã của em ơi là ông mua hết luôn đó, cái gì cũng được. Ừ. Ông xã, bà có làm được không? À, trời ơi, ăn no cứng cả cái bụng luôn. Ăn quá mà. Bao nhiêu đồ ăn ngồi ao ao ăn hết mình. Giờ không cứng bụng sao được. Ở đó mà than. Không này, thì đồ ăn em lên rồi bỏ uổng không? Ông xã ơi, em muốn ăn rau. Sao bà xã không ăn thịt? Thôi, em sợ mập. Nè nè, rau của bà xã rồi ha. Dạ. Cảm ơn ông xã nha. Ừ. Ông xã ơi, em muốn uống nước. Đầy nước đầy. Cảm ơn ông nghe. Xã nha. Uống từ từ có chừng sặc nha. Trời ơi, bà chỉ cần ông xã của em ơi là ông mua hết luôn đó, cái gì cũng được. Ừ. Trời
ông chồng mình ông khó khăn, khó chịu, dễ gì ông chiều mình ta. Nhưng mà nếu mình làm như kiểu bà Mỹ Lệ thì mình giàu quá làm có nó kỳ không ta. Nhưng mà kệ, mày làm thử lần coi, đâu có mất mát gì đâu. Không được thì thôi, mình trở lại là mình chứ gì đâu. Thử coi. Tuần làm con gái xã. Chuyện muộn lên xã. Ông xã, có thể nào lấy cho bé Nam đi nước lạnh được không vậy? Hả? Trời ơi, ông này luôn quăng cục lơ với mình. Mà bữa nay mình kêu ổng đá ông nghe ghê ổng vậy. Cái ổng đi mà ổng cào nhau gì hết. Có thể thành công rồi. Cảm ơn ông xã nha. Cảm ơn ông xã. Xã. Gì nữa? Lấy cho bé Nam cái hộp kem dưỡng ẩm đi. Ủa nó kế bên sao bà không lấy mà bà kêu tôi? Ông xã chiều em mà. Chị em đi. Cảm ơn ông xã nha. Thành công rồi. Cái hộp kem kế bên đây mà mình biểu ông lấy, ông vẫn lấy cho mình. Mà cái mặt ông ngơ ngác giống như con cừu non. Yeah, bắt đầu từ bữa nay là bé Nam với ông xã nha. Coi bộ ông chịu chiều mình thiệt rồi. Để thử lần nữa coi sao. À, bà đi nấu cơm đi. Tôi nói bụng rồi đó. Xã. Xã. Bữa nay bé Nam mệt quá à. Bé Nam không nấu cơm nổi. Mình mua cơm ngoài ăn nha. Lần này có chịu không ta? Ông xã, bé Nam mệt thiệt quá. Thế nào cũng kêu mình khùng cho coi. Thôi, bà mua cơm gà về ăn cũng được. Thành công rồi, thành công rồi, sướng quá đi. Xã. Trường quá à, trường xã quá. Trường lắm nè, trường lắm nè, nhớ lắm, chắc lắm nè. Xã ơi, cái Nam thích quá à. Ngon quá à. Ngon con. Ngon quá. Nhưng mà con ăn ít thôi nha. Sao được cô? Nhà cô đông người lắm. Cô giỡn. Dạ. Ủa? Mình nó đi lâu vậy mà hai đứa cũng chờ hả? Ăn chơi hả? Dạ. Dĩ nhiên là phải chịu khó chờ rồi ba. Đừng ngỏ đen chật sướng quá mà. Đó mà coi kìa, đó, 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 đó. Mỏ rồi cháp như lợn vậy đó. Ê, nghe. Không mấy qua nhà chú ở luôn đi. Thôi mà cứu. Trời đất ơi, nó thử thiệt. Chú đặt tên cho con nha. Đó là gì vậy? Long ăn chật. Trời ơi. Cái tên nó thầy á bà. Trời Long chật. Trời ơi, ớt nè mọi người. Mẹ. Hả? Mẹ ngồi xuống ăn chung đi, bánh xèo món mẹ thích á. Dạ. Bà ngồi ăn chung bà. Muốn bà ngồi ăn chung thì phải đứng lên. Trời đất ơi, ăn mà không biết trên dưới gì luôn vậy. Bà ngồi đây nè bà. Đã ăn chật rồi, ta ăn đứng đi, ăn chật còn bà đặt ngồi nữa. Dài. Trời đất ơi, nó ăn nước mắm rồi bay vô con mắt luôn nè. Rồi, hết rồi. Tôi xin chú. Rồi, được rồi. Nãy giờ 4 chén rồi. Một mình ăn một cái rồi đó. Mẹ ăn đi mẹ, bánh xèo ngon vậy mẹ. Ừ. Ha. Ông xã. Ông xã ăn gì à? Chè khúc bạch. Mấy năm tôi muốn ăn chè khúc bạch. Ông mẹ, ông mẹ bị gì vậy mẹ? À, đâu có bị gì đâu. À đi. Hai vợ chồng mình ăn chung ha. Để mấy năm đút cho ông xã nha. Thôi, 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 bà hết đi. Bé Nam ăn hết à? Ừ. Cảm ơn ông xã nha. Bé Nam ăn. Mẹ ơi. Hả? Mẹ còn đi khám không mẹ? Mẹ nó có gì đâu. Con bị gì ạ? Em khảo Mỹ Tâm.
Ôi gì vậy? Từ khi bà rụng tóc con nhìn không quen luôn á. Nói gì mày? Cả nhà ơi, cái gì vậy anh? Nó lấy chuyện tóc tai nó nói hoài à? Hết hồn. Bánh ăn trái cây. Cảm ơn mẹ. Khoan. Sao vậy mẹ? Chờ ông nội xuống đàng hoàng hai cái đứa này. Quên. Để con kêu ba nha mẹ. À, thôi. Để mẹ đem cho ba nha. Tùy mẹ. Trời đất ơi, mẹ tôi hôm nay như con gái 18 vậy trời. Đúng là bữa nay thấy mẹ lạ thiệt luôn á. Con cũng thấy thái độ của bà nội kỳ lắm. Con thấy bình thường, có gì đâu kỳ. Tại anh chưa chứng kiến á, chứ anh mà thấy hình còn ghê hơn nữa đó. Ông xã, tôi chỉ cái cây là của ông xã nè. Nhưng mà bé Nam muốn ăn. Bây giờ bé Nam muốn ông xã đút cho bé Nam ăn nè. Trời ơi, không tin luôn á. Ông xã đút bé Nam ăn nè. Cảm ơn ông xã nha. Anh Nam muốn khó giả. Nói nghe nè, mận này thì cũng được á, nhưng mà bánh Nam nó ăn thanh long á. Mà thanh long thường không ăn đâu nghe. Ông xã phải mua thanh long về lĩa hộp hết bánh Nam mới ăn nha. Cảm ơn ông xã. Xã bà làm gì dễ vậy? Chúc ông xã một buổi sáng tốt lành. Xã ơi, ông xã có biết bữa nay là ngày gì không vậy? Nhưng mà bé Nam biết đó nha. Bé Nam biết bữa nay là cái ngày gì đó. Xã, bé Nam muốn ông xã bữa nay dắt bé Nam đi mua đồ đẹp được không? Đi mua đồ hả? Bà thay đồ đi. Tôi dẫn bà đi liền. Dạ. Hai vợ chồng đi nha. Ông xã dắt bé Nam đi ha. Gì vậy? Ủa, đây là bệnh viện mà dắt tới đây chi vậy? Kêu tôi vô đây đi. Ôi, mấy Nam muốn chịu đâu. Mà dắt mấy Nam đi mua sắm đi ông xã. Trời ơi, rồi vô đây thì đi mua sắm đi. Ôi, không chịu nào. Mấy Nam không muốn chịu. Ôi, ông xã. Thôi. Ông xã ơi. Em mấy Nam không có bệnh gì hết trơn nữa. Mấy này nè, em muốn về nhà. Bác sĩ thật khám. Chị nhà bị như vậy lâu chưa anh? Dạ cũng mới phát hiện đây thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là đã tiềm ẩn từ lâu rồi bác sĩ. Không có. Đúng vậy, căn bệnh này ít khi được phát hiện sớm. Dạ. Không có bệnh. Đa số là khi bệnh nhân phát bệnh rồi mới được đưa đi chữa trị. Có bệnh. Dạ, bởi vậy xin bác sĩ khám kỹ giùm. Bởi thật ra bà có nhiều cái biểu hiện bất thường mà tôi không tiện kể ra đây. Tôi sợ bà hốt hoảng rồi rắc rối thêm. Không có bệnh. Anh yên tâm. Thời buổi này máy móc hiện đại. Dạ. Chỉ cần một mỏng móng nhỏ cũng có thể phát hiện ra ngay. Bác sĩ ơi, chúng có bệnh gì hết. Ông xã ơi, bé Nam biết lỗi đúng, rồi. Đúng, không có bệnh. Để. Bé Nam biết lỗi, mà cho bé Nam về nhà đi. Để bác sĩ người ta khám. Bé Nam muốn về nhà. Gỡ mấy này ra, không có bệnh gì hết.